mời quý vị đọc theo. Kính bạch chư đại đức tăng, chúng tôi cầu xin thở phép quy y Phật, đã nhập niết bàn, cầu xin thở phép quy y pháp, cầu xin thở phép quy y tăng. Kính bạch chư đại đức tăng, nhận biết cho chúng tôi là người cận sự nam và cận sự nữ đã quy y Tam Bảo, kể từ nay cho đến trọn đời. Sa không sa không lần nay. Bạch quá chư đại đức tăng, chúng tôi xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch quá đại đức tăng, chúng tôi xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, bạch quá đại đức tăng, chúng tôi xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, chẳng có chi đáng cho tôi phải nương theo, chỉ có Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng là quý báu, nên tôi phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho tôi y như lời chân thật này. Tôi đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà tôi đã vô ý phạm với Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, cúi xin Tam Bảo xá tội lỗi ấy cho tôi. Một lại. Thì đọc theo. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami.
đô ti dầm đi bụt thăng xa rạc năng kích thà mi đô ti dầm đi thăm năng xa rạc năng kích thà mi đô ti dầm đi sang khang sa rạc năng kích thà mi tạ ti dầm ti bút thăng sa rạc năng kích thà mi tạ ti dầm ti thăm măng sa rạc năng kích thà mi tạ ti dầm ti sang khăn sa rạc năng kích thà mi vì vậy là một lời tôi xin vâng giữ điều học, tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì, tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì, tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì, tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba, tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba, tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Thế quy tam bảo còn đủ có bấy nhiêu và sinh danh. Tôi xin vâng giữ điều học là buổi tránh xa sự sát sinh. Tôi xin vâng giữ điều học là buổi tránh xa sự trộm cắp. Tôi xin vâng giữ điều học là buổi tránh xa sự tà dâm. Tôi xin vâng giữ điều học là buổi tránh xa sự nói dối. Tôi xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất sai. Chư Phật tử sau khi đã có trì tâm đi và ngủ nhớ nơi tam bảo ấy đang nhân giữ hành theo được trong sạch cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui và xin chân. Các chúng sinh được sanh về mọi trời những đời giữ giới, các chúng sinh được giàu sang cuộc đời giữ giới, các chúng sinh được giải thoát niết bàn cuộc đời giữ giới. Bởi các giới nên chư Phật tử đang có trì giới được từ trong sạch cùng giới lắm nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin phép chư Đại Đức Tăng
cho chúng tôi có mấy lời với các vị mới vừa quy y, để cho cái buổi lễ quy y nó được trọn vẹn phước báo. Như vậy đó thì chúng ta cũng đã thấy cái việc mà các vị mới vừa chính thức quy y Tam Bảo, thì thật ra thì chúng tôi cũng được biết là các vị cũng đã có tín ngưỡng về Phật giáo rất là lâu, và có những cái việc làm theo lời Phật dạy cũng rất là nhiều. Tuy nhiên hôm nay là các vị phát tâm để chính thức quy y và được chư tăng chính thức truyền tam quy và ngũ giới cho các vị, thì đây là một cái việc làm hết sức đáng khen ngợi. Thì kể từ đây thì các vị đã nâng lên một cái tầm cao mới, không phải chỉ là người tín ngưỡng về Đức Phật mà còn là một người đệ tử, một người con Phật chính thức của Tam Bảo, đặc biệt là của Đức Phật. Thì các vị quy y thì xem như là từ đây cho đến trọn đời là các vị đã là Phật tử rồi, đã là Phật tử. Thì tuy nhiên là người Phật tử rồi đó, thì Phật tử đó có phước ít, có phước nhiều, nó tùy ở mỗi người Phật tử của chúng ta. Tức là nó tùy theo cái hoàn cảnh của mọi người. Nhưng mà người nào thực hiện theo lời Phật dạy được nhiều thì người đó được nhiều phước. Còn nếu mình không có điều kiện thực hiện theo nhiều thì mình được ít phước. Còn nếu mình không có làm được cái gì hết thì mình cũng là Phật tử của Tam Bảo, nhưng mình không có phước. Thế thì Đức Phật đã dạy cho người Phật tử có ba pháp mà các vị mình nên nhớ. Thứ nhất là bố thí. Bố thí tức là cho ra để chia sẻ đến những người khác. Chúng ta có sức thì chúng ta thí sức, chúng ta có lễ vật thì chúng ta thí lễ vật, chúng ta có vật chất tiền bạc chúng ta chia vật chất tiền bạc, chúng ta có trí tuệ thì chúng ta cho trí tuệ. Nói chung là bố thí nó có rất nhiều dạng khác nhau, và tụ chung lại thì nó có hai phần, vật chất và tinh thần, chia sẻ đến mọi người để tăng cái phước, đặc biệt là cái phước bố thí, cái phước cái từ bi đối với tất cả mọi người. Cái thứ hai đó là các vị cố gắng thực hiện được nhiều chừng nào thì nó tốt chừng đó. Đó là trì giới. Đức Phật dạy đó có người Phật tử có năm điều để giữ. Năm điều để giữ: một là không sát sinh, hai không trộm cắp, ba không tà dâm, bốn không nói dối, năm không uống rượu và các chất say. Đức Phật cũng nói nó mang lại cái sự lợi ích rất là lớn cho chúng ta. Và cái thứ ba nữa đó là các vị mình quy y rồi muốn có phước thì phải thường xuyên niệm Phật, thấy không? Thay vì mình cứ nhớ nghĩ chuyện này chuyện kia nó làm cho mình mệt mỏi, làm cho mình nó đau buồn, làm cho mình nó không có quan hỷ, thì những cái lúc mà như vậy tốt hơn hết mình nên định tâm niệm Phật để mang lại cái phước báo cho mình. Và Đức Phật dạy đó, nếu như mà mình làm được ba điều này đó, mình tu được ba pháp này, mình làm được ba cái việc này, thì cái quả báo nó đưa đến cho chúng ta trong đời sống hiện tại, đặc biệt là trong tương lai đời sau á, thì mình nhờ bố thí mà được giàu sang, nhờ giữ giới mà mình được trường thọ, mình được sắc đẹp, mình được yên vui, mình được sức mạnh, và do học hành và niệm Phật mà mình có được cái trí tuệ. Một con người mà có vật chất tiền bạc, có cái phước đức sống lâu sắc đẹp yên vui, rồi có trí tuệ nữa, thì một con người như vậy rất là trọn vẹn, rất là tốt đẹp trong cuộc sống. Tuy nhiên nếu vì hoàn cảnh nào đó chúng ta tu mà chỉ có được một điều hai thì cái quả phước của chúng ta sau này nó không có được trọn vẹn. Tôi nói thí dụ thôi, bây giờ mình bố thí nhiều nhưng mà mình không có ráng giữ giới thì đời sau á, mình giàu, mình có trí tuệ, nhưng mà có khi mình không có được an vui, mình không có được
có trường thọ lâu dài. Và ngược lại, thí dụ như mình đó thì mình giữ giới nhiều, mình niệm Phật nhiều, nhưng mình không có biết tu cái hạnh bố thí thì đời sau mình sống lâu lắm. Mình thông minh nhưng mà đời sống của mình nó cũng rất là nghèo khổ. Và ngược lại, thí dụ mình hiện tại mình bố thí nhiều, mình cúng dường nhiều, mình đưa tới cái quả phước là giàu có, rồi tuổi thọ có, nhưng mà nếu mà mình dốt quá, mình ngu quá, mình thiếu hiểu biết quá, nó cũng không có trọn vẹn. Cho nên các vị nhớ cố gắng, mình tu được nhiều thì mình hưởng được phước nhiều, tu được ít thì hưởng được phước ít. Và nếu không có tu, không có làm gì hết thì không có phước thôi. Còn Phật tử, từ đây về sau quý vị chắc chắn là Phật tử rồi. Thì hôm nay vì thời gian không có cho nên xin nhắc các vị mấy điều. Một, cố gắng càng nhiều càng tốt bố thí. Hai, cố gắng càng nhiều càng tốt giữ giới. Thứ ba, cố gắng càng nhiều càng tốt niệm Phật. Ngoài ra cố gắng là làm tròn bổn phận cha mẹ đối với con cái, bổn phận con cái đối với cha mẹ, vân vân và vân vân. Trước khi mà Chư Tăng chính thức mở khóa kinh phúc chúc cho các vị, thì cũng xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo về phương chư Phật, nhất là chư Thiên ngự tại chùa Nam Tông, xin quý Ngài quan hỷ thọ lãnh phước báo này. Và sau khi thọ lãnh rồi, cầu xin quý Ngài luôn hộ trì cho các vị mới vừa quy y Tam Bảo được dồi dào sức khỏe, thanh tâm thường lạc và thành tựu năm điều hạnh phúc của Đức Phật, sống lâu sắc đẹp an vui, sức mạnh và trí tuệ. Cầu mong những điều hạnh phúc này luôn luôn đến với tất cả quý vị mới vừa quy y Tam Bảo. Giờ đây xin quý vị hãy quỳ gối lên và đón nhận lời phúc chúc của chư Tăng. Mừng các vị mới vừa thành tựu quả của người Phật tử của Tam Bảo. Bây giờ quý sư đặt pháp danh á, pháp danh cái hình á, thì các vị nộp cho bên con người rồi cung cấp cái thông tin họ tên pháp danh gì á, thì xin thỉnh chư đại đức tăng hoan nghỉ đặt pháp danh cho các vị đang hiện diện trước mặt chư tăng. Thứ nhất là Nguyễn Văn Mỹ, Mỹ xin thỉnh đại đức Thắng Phước trụ trì chùa Tam Bảo tạo đặt chữ lót cho chữ thiện, thiện tấn tấn thì có nghĩa là siêng năng, ghi tên nha. Thiện tấn thì nhớ là siêng năng tốt, thiện tốt. Chứ còn ông ngồi mà ông nhậu sáng đêm thì là ông cũng siêng nhưng mà ông tốt ha. Thiện tấn. Hai là Nguyễn Thị Quân Khanh. Là nữ thì bóc chữ diệu. Thỉnh thượng tọa diệu gì? Thanh ha, thích cái đó thì sư chọn luôn ra. Rồi diệu thanh đó là âm thanh nó kỳ diệu lắm. Cái này nghe, nếu mà nghe nhạc thì phải là nhạc ca sĩ Thư Dữ thì nghe thích, nghe âm thanh diệu.
quý sư tụng kinh là mấy quý sư tụng kinh thật là giỏi hay ha. Rồi thứ ba là Nguyễn Hải Đăng. Nguyễn Hải Đăng. Rồi tính lên đó. Hải Đăng là cái đèn quang. Như vậy cái đèn ánh sáng của đèn thiện thiện quang ha. Hai cái cũng hay đó là năm là đèn ánh sáng. Sáng qua biển ha, biển là chiếc biển là cho tạo là hả, mở lên một cái tạo một cái nhìn luôn, biết đường người ta, ta lái vô biển là Nhật Long Long tỉnh xong đi Long hả, thiện thiện minh ha, thiện thiện minh ha. Nhật Nguyễn Nhật Long. Nhật Long là một trời mà ở Nhật Long ha. Một trời Nhật Long sáng dữ nè. Bây giờ thêm Minh nữa. Ồ, cái này là cũng hay à. Minh cũng là sáng nữa. Rồi Thiện Minh nha. Rồi Phạm Thị Hoài Hoài Hương. Thôi lấy tên Hương luôn nha. Diệu Hương nha. Hương người Hương nha. Người này đi tới đâu là đem lại cái mùi thơm à. Mốt chùa á, không có nhang, không có trầm á, thì cô vô đây cô ngồi dùm á, lấy mùi hương cho mọi người quan hỷ. Lâm Thị Liễu. Liễu là Liễu, Liễu Ngộ đó. Rồi xin xong đặt cái sao? Liễu Hỷ. Liễu Hỷ. Hỷ chịu không? Vui á. Cái cô có pháp danh này cô đi tới đâu rồi? Cô cứ nở nụ cười đó. Và Hỷ ha. Tức là Liễu này có thể, Liễu này là cây Liễu, Liễu Ngộ hay là Liễu này là Liễu loại cây ấy. Liễu mà. Rồi bây giờ mình yếu rồi thì mình cứ cười ha, cứ hoan hỷ. Hỷ này có nghĩa là vui ha, diệu hỷ ha.